Chào các bác làm cây. Đây là bốn cái mẫu thuổng, một cái dòng thuổng dành cho các bác đi đánh cây kiểng nhé. Thì bốn cái mẫu này em sẽ chi tiết từng mẫu, từng kích cỡ một để khi các bác mua các bác sẽ nắm được nhé. Thì cái kích cỡ đầu tiên như cái số 1 em cầm đây, cái kích cỡ này là kích cỡ nhỏ nhất nha các bác nhé. Và cái chất thép thì làm nên chất thuổng như các bác nhìn đây, một chất thép cực kỳ là chắc chắn, đấy, vô cùng là tốt nhé. Và cái chiều dài của cái mẫu thuổng nhỏ nhất này thì nó có chiều dài là 90cm các bạn. Đấy. Thì đây là cái mẫu ngắn nhất nhá. Và cái bản của cái này thì nó là cm nha các bạn nhé. Cái phần lưỡi của nó là 9cm là bề to nhất. Cái độ trên của nó rất là dày, phần lưỡi thì người ta đánh la dần. Đấy thì đây là cái mẫu thuổng cỡ nhỏ nhất này, số 1 nhé, số 1 sẽ là cỡ nhỏ nhất. Khi các bác mua thì các bác cứ bảo em là số 1, số 2, số 3, số 4 thì em sẽ gửi đúng cho các bác những cái mẫu mà các bác cần. Tiếp theo là cái mẫu thứ 2. Cái mẫu thứ 2 này thì sang dòng thứ 2 này thì nó đã to và nặng hơn rất là nhiều. Cái dòng số 2 với cái lưỡi số 3 thì lưỡi của nó tương đương nhau các bác nhé. Chỉ có cái là cái thanh tuyếp này của nó này, cái này nó sẽ nhỏ hơn, nhỏ hơn cái số 3 kia. Đấy thì với cái này thì độ dài của nó sẽ là, cái này độ dài của nó sẽ là 30 này, 60. Cái này của nó sẽ là 95, ship 1 mét đấy các bạn. Cái thanh này nhá, thì cái độ phần này của nó rất chi là dày. Như các anh nhìn đây, cái này các bác đánh cây thì rất chi là phù hợp. Đây là cái bản lưỡi của nó, em sẽ đo cái bản lưỡi của nó xem là bao nhiêu cm nhé. Cái bản lưỡi này của nó thì được 9,5 cm các bác ạ, 9,5 cm. Nhưng cái bề này của nó rất là dài, 9,5 cm, nó 28 cm nhé. Cái bề lưỡi này nó 28 cm này. Còn cái này thì nó là, nó là 9,5 cm nhé. Đây, đây là chuẩn cái mẫu số 2 nhé. Mẫu số 2 với số 3 thì cái mặt lưỡi là nó tương đương nhau, chỉ là cái thanh tiếp này nó nhỏ hơn và to hơn thôi. Đấy, đây là mẫu số 2 này. Và tiếp theo là mẫu số 3. Mẫu số 3 với số 2 như các anh nhìn đây là bằng nhau nhé, không phải đo đâu, bằng nhau. Đấy, vượt trội hơn đấy, của nó là cái tiếp này của nó sẽ to hơn này. Và cái phần phần lưỡi của nó cũng sẽ dày hơn nhá. Cái này của nó thì được 10cm, chênh nhau cũng có 9 đến 10 thôi, 9,5 đến 10. Và bản của nó thì dài, cũng dài như nhau thôi các bạn. Đấy, đây là cái bản của cái số 3 nhé. Một cái dòng mà các bạn đang ưa chuộng nhất, cỡ số 3, số 2, số 1, số 4. Đấy, còn có cả số 5, cái số 5 rất ít bác dùng. Đây là cái số bộ 3 nhé. Số 3 nhé, khi các bác mua thì các bác nhớ nhé, 1, 2, 3, 4. Đấy, đây là cái số 3 này. Và tiếp theo là cái số 4 nhá. Số 4 thì sẽ dài hơn hẳn rồi. Dài rất nhiều, dài tới 1,2 m đấy các bạn. Số 4 đây. Đây cái số 4 trọng lượng của nó rất chi là nặng nhá. Đấy, đây là cái thanh tuyếp để làm nên cái số 4 này. Với cái số 4 này vượt trội thì nó dày lắm các bác ạ. Như các bác nhìn thấy cái đường kính phần này của nó dày là trên 1cm này. Và cái phần lưỡi này của nó thì nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái phần lưỡi này thì nó dài vào 40cm đấy các bạn. Vào 40cm cái lưỡi này. Cũng 10 nhá. Cái bề rộng của nó cũng 10. Thì đây là cái số 4 nhá. Đấy. Khi các bác mà xem được cái video này của em mà đi đánh cây, các bác mà đang cần tất cả những cái mẫu thuổng tiện lợi thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295. Đó là số điện thoại chính em chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về nông nghiệp, về cây cảnh, rất nhiều đồ để các bác quan tâm. Đấy, các bác mà yêu quý đừng quên ấn like, chuông và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mỗi lần em sẽ chi tiết về một mẫu khác nhau để các bác thì mình được tham khảo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.